Vâng, xin chào các bác đến với Kinh Xe Đạp. Và lại giới thiệu các bác một mẫu xe đua road bike thương hiệu đến từ Gian, model OCR 3007, dòng Gian Compact, Gian quốc tế với cái tông màu trắng chủ đạo, điểm chỉ đen và đỏ trên khung xe rất nổi bật, dành cho bác ưa thích những cái dòng xe đua thương hiệu đến từ Gian. Mẫu model của xe là OCR 3007. Và bây giờ xin mời các bác nhìn chiếc xe. Vâng, trên cùng các bác, đây là mẫu Gian dòng xe road bike đua, model xe là OCR 3007. Thì trong những video trước đây cũng giới thiệu rất nhiều về những mẫu dòng thương hiệu đến từ Gian OCR 3000, 2007 cho đến 3003. Ở đây là mẫu OCR 3007 dòng compact, dòng xe đua road bike Gian quốc tế, tông màu chủ đạo tông màu trắng trắng sữa, điểm chỉ đỏ và đen trên khung xe. Qua quá trình sử dụng mình có vài mục xước nhỏ trên khung xe nhưng không thể tránh khỏi rồi. Tổng thể xe cũng rất là đẹp. Đây là website chính hãng của Gian, gianbicycle.com. Đây là mẫu dòng Gian quốc tế của dòng OCR 3007. Các bác thì có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Bên dưới thì có miếng trắng Shimano chống va đập xích nguyên bản theo xe. Những cái mẫu thiết kế của dòng bao OCR 3007 quốc tế khác biệt so với mẫu OCR 3007 hiện tại bằng cái phía bên dưới khung. Nó có theo cái đường vát, hai bên vát và giữa là hơi một lõm một chút, theo đường chạy chỉ ở giữa xe. Đấy, rất là khác biệt so với mẫu OCR 3007 là hai bên đằng trước khung và đằng dưới khung là bo tròn. Đấy là mẫu khác biệt giữa dòng Gian quốc tế OCR 3007. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X. Nhắc đến cái dòng Gian thì đây là một cái dòng xe nhôm siêu nhẹ aluminum. Thương hiệu Gian là những dòng thương hiệu xe được đánh giá rất là cao về những bộ khung rất là nhẹ và chắc chắn. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe, cổ phốt ghi đông nhôm. Tay cuốn có những cái lỗ đi ti tấm hút cùng bôi cho các bác thì rất là thoáng. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Bên trái em, còn bên phải em sử dụng với bộ tay lắc chính hãng bên tầng đĩa của Shimano Sora. Trước thì logo lỗi CMC đổi tượng của Gian thường xuất hiện trên những dòng xe Gian quốc tế hoặc dòng xe Gian Nhật bãi. Sử dụng bao phanh ba mảnh những dòng trước, phanh ba mảnh của Shimano Sora. Càng nhôm chính hãng của Gian OCR. May trước là may bạc đạn, vành nhôm hai lớp, căm thưa, rất là bon. Kích thước lốp 700x23C, kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Xe sử dụng với đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora, gạt đĩa Shimano Sora. Yên của Meria, tông màu đen trắng. Đằng sau sử dụng với phân ba mảnh chính hãng của Shimano Sora. Phủ là Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano Sora. Bên đan trước sau là may đan lạc đạn. Rất là ngon. Vâng, chúng ta đứng của khung xe là size 48. Châu Nga
ngang khung 48. Là size 4 cũng size 48 thôi nhá. Ở tầm là size F, tức là có bắt ra từ 1m6 đến tầm 1m7. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano Sora. 9 tầng lip. May bạc đạn. Lên lip rồi. Xuống lip. Rất là bon. Sử dụng rất là dễ dàng thôi nhá. May ở trước sau là bạc đạn. Đi vòng. Bên phải em là đùi đĩa Shimano Sora. Hạt đĩa soda, hai tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Mọi người vừa lấy giá tổng thể trong chiếc gian Goldmine OCR mẫu dòng gian quốc tế 3007. Và xe giá gốc bên em là 9.8 triệu. Full group Shimano Sora. Đem bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm chia sẻ đạp. Đăng ký theo dõi kênh. Một hẹn gặp trên ngày mai.